Son Anh Shop, xin chào các bạn. Shop vừa làm xong một chiếc xe Winnie, chưa có lấy biển số luôn ha. Qua shop lắp một cái ổ khóa smart key. Ổ này zin chính hãng Honda, được kết hợp tính năng chống trộm chống cướp Hyperion ha, công ty Hyperion. Đó, bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn. Hàng zin, đặc biệt các bạn lưu ý nha, hàng zin là nó không có tính năng chống cướp ha. Đó, nó chỉ nhận diện cho các bạn lên xe chạy thôi, không tính năng chống cướp. Rồi, bây giờ cái ổ khóa như thế này. Đây là mod TH300i nè các bạn. Đó. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây là núm nhôm xin si, mở yên xin si luôn các bạn nha. Hôm nay là vị khách cuối cùng ngày thứ bảy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video kỷ niệm ha. Thì các bạn nhấn vào, nó nhận diện được cái remote này gần 2m, nó sẽ cho các bạn mở khóa lưu thông bình thường ha. Đó, thông bình thường. Rồi, ok. Rồi tắt khóa nè. Đó. Ví dụ như mình đi xa khoảng chừng 2m, nó không nhận diện được. Không nhận diện được cái remote gần 2m, nó sẽ không cho phép các bạn mở khóa. Em ơi, cầm remote đi xa giùm anh. Đó, em của mình sẽ đi xa 2m. Đó, ok. Lúc này mình thử mở khóa nha các bạn. Mở khóa không cho mình mở khóa tiếp. Cố tình mình dặn luôn. Đó. Đó, không có nhận diện được. Em ơi lại gần đi em. Đó, nó không bắt điện được các bạn thấy không? Đó. Khi mình ổ khóa lại gần. Khi remote lại gần thì nó sẽ nhấn vào sẽ có điện lại các bạn. Ok, quá tuyệt vời luôn ha. Đó. Vị khách này độ công tắc mở đèn nè các bạn. Đó, mở đèn chính nè các bạn, thấy không? Đó, mở đèn chính nè, có pha nè các bạn, có pha nè. Ok. Tắt xin nè. Ok, quá tuyệt vời luôn ha. Bộ led Audi đằng trước nữa. Led Audi hình chữ Y đằng trước nữa, một hồi mình xin phép quay cho các bạn xem. Đó. Thì đặc biệt của bộ như thế này, bộ này là có tính năng chống cướp. Khi mà mình nổ máy lên, đang nổ máy các bạn đó. Nhưng mà thí dụ như các bạn đang lưu thông ngoài đường ăn cướp mà nó hành hung, nó lấy xe các bạn đó, trường hợp này trường hợp xấu nhất nha các bạn nha. Thì nó hành hung lấy xe mình thì các bạn cứ quan trọng nhất là cái tính mạng của mình quan trọng nhất, thì các bạn bỏ xe ha. Cái remote này các bạn đi xa tầm khoảng 10m, nó sẽ tự động ngắt hết nguồn điện và hú còi các bạn ha. Em ơi đi xa anh 10m anh luôn. Đó, em của mình sẽ nhận remote và đi xa khoảng chừng 10m. Rồi. Cái remote này chưa có mở nguồn nha các bạn, nó chưa kích hoạt thì nó vô hiệu hóa với lại bộ này luôn. Đó, bấm cây ga màu đỏ nè các bạn thấy không? Là chưa có kích hoạt. Rồi các bạn bấm ga màu xanh nó sẽ kích hoạt. Rồi lúc này nó không nhận diện được cái remote gần nó 10m. Đó, không nhận diện được. Thì nó sẽ tắt hết nguồn điện và hú còi ha. Tắt hết điện hú còi rồi nó nhận diện được. Khi em này đã về gần đến thì nhận diện được thì nó sẽ cho phép mình đề tiếp, có điện lại bình thường các bạn ha. Ok, quá tuyệt vời luôn. Thì đối với cái bộ khóa Hyperion kết hợp với smart key zin chính hãng Honda này, nó sẽ cho mình nhập mã cứu hộ các bạn nha. Nhập mã cứu hộ luôn. Khi mà các bạn mất remote hoặc các bạn hết pin, trường hợp xấu nhất thì có thể các bạn sẽ nhập mã cứu hộ vô và chạy bình thường, không có cần đến remote nữa. Đó, ví dụ như giờ remote của mình đi. Đó. Giờ mình tắt nguồn luôn các bạn ha, tắt nguồn luôn, mình bấm cái logo các bạn, logo này mình bấm giữ tầm khoảng 4 giây, nó hiện đèn nè các bạn. Nó hiện đèn đó, hiện đèn xuống. Nó sáng đỏ sáng mờ xuống là nó đang tắt nguồn. Các bạn bấm một cái nó hiện màu đỏ nè, nó không nhận diện được nữa ha. Hai cái này đều bấm ra màu đỏ hết là không nhận diện được nữa. Rồi lúc này các bạn bấm vào thì nó không cho phép các bạn mở nguồn lên. Các bạn cố tình các bạn xoay vòng luôn. Đó, xoay vòng nó không cho phép các bạn bắt điện luôn ha. Đó. Lúc này các bạn nhập mã cứu hộ thì hồi nãy là mình đã có cài mã cho anh này rồi, là mã 4x4 số 4 các bạn ha. Thì lúc này mình nhập y chang như vậy nữa là sẽ cho phép các bạn lưu thông. Ví dụ nhập 1, 2, 3, 4, 1x1 số 4 ha. Cái kia là tít tít 4 lần. 1, 2, 3, 4, 2 lần 2 số 4 nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 3 lần 3 số 4. 1, 2, 3, 4, 4 lần 4 số 4. Rồi lúc này các bạn nghe tiếng chuông là nó sẽ kích hoạt. Đó, đây là mã cứu hộ. Đó. Lúc này các bạn chạy qua shop, mà shop nào lắp cho các bạn chống trộm, các bạn chạy qua làm lại cái remote này.
cái remote này có thể làm lại được ha, làm lại. Thì ví dụ như các bạn mất remote các bạn có thể làm lại được ha. Rồi ok đó, mình xin phép được mở đèn dummy luôn nha cho các bạn xem. Đây quá tuyệt vời luôn các bạn đó, bộ led Audi hình chữ Y nè các bạn. Đây là màu đỏ nè các bạn ha, màu đỏ nè đó, rất là ngầu luôn. Vị khách này từ ở dưới anh đó lên quận 12 lên làm nha các bạn. Mở nhanh anh luôn em đó. Mở nhanh sẽ chuyển sang màu vàng các bạn nha, chuyển sang màu vàng rất là đẹp luôn ha đó, rất là đẹp luôn, rất là ngầu luôn ha, tuyệt vời luôn. Ok ok tuyệt vời. Đây là hai xi nhan anh trai lắp thêm ha, hình mũi tên đó. Ok, có bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú, số điện thoại là 0963 357 491. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cảm ơn rất là nhiều.